Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Housey TV. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tới với dự án The Man of Central Park tại Nguyễn Xiển. Thực ra đây là một cái dự án mà tôi đã hai lần tới dự án rồi và cũng có quay được một số shot để cho mọi người rồi. Tuy nhiên là thời gian đấy cái phần thông tin ấy nó chưa được đầy đủ cụ thể, với cũng như là những cái phần bàn giao hoàn thiện nó chưa được đẹp lắm, nên lần này chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta review một trong những cái tại đô thị có diện tích lớn nhất trong Hà Nội. Rồi, trước khi đến dự án đấy thì chúng ta sẽ review nhanh qua về chủ đầu tư. Thì chủ đầu tư ở dự án này chính là Bitexco. Như mọi người biết thì Bitexco là một cái tập đoàn cũng đa ngành đa nghề. Họ xuất phát từ cái công việc là gì? Là sản xuất công nghiệp, dệt may các thứ. Sau đó là Bitexco có bước chân sang mảng bất động sản. Với bất động sản thì rõ ràng mọi người cũng có nhiều cái hiểu biết về dự án này. Ví dụ như chúng ta đang ở Hà Nội, chúng ta có The Man ở Mễ Trì. Cái thứ hai là một cái biểu tượng rất là lớn của Sài Gòn. Cũng có thể nói đây là một tòa nhà biểu tượng của Sài Gòn, đó là tháp tài chính Bitexco ở quận 1. Đó, hình bắp ngô ấy. Đó, đây là một trong những cái công trình biểu tượng của Bitexco làm tại Sài Gòn. Do vậy là xét về năng lực của chủ đầu tư thì bản thân tôi đánh giá khá là cao về chủ đầu tư này, bởi vì họ cũng đã thành công với 2-3 dự án bất động sản rồi, và cái cách họ triển khai, thiết kế cũng như là thi công dự án đều có những cái chất rất là riêng. Đó, có về mặt thương mại cũng có và mang về mặt nghệ thuật cũng có. The Man ở Mễ Trì thì chúng ta biết đấy là một khu compound gồm có chung cư cao cấp cộng những cái shop house biệt thự liền kề với cái thiết kế của Pháp. Còn hôm nay chúng ta sẽ tới dự án The Man of Central Park, một cái khu đô thị, một cái đại đô thị có diện tích rất lớn ở Nguyễn Xiển, xem là Bitexco làm gì với cái dự án đấy. Let's go. Ok, hiện tại thì chúng ta xuất phát từ sân vận động Mỹ Đình để tới dự án. Thế thì dự án The Man of Central Park của Bitexco nằm trên đường Nguyễn Xiển thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Đó, để mà mình xem là cái di chuyển tới dự án thì như nào. Đây, để tới dự án thì chúng ta có thể đi qua đường Vành đai 3 ở bên dưới. Thì khu đô thị The Man of Central Park nằm ở vị trí này thì mình thấy khá là trung tâm. Trung tâm ở cái phía mà giao giữa Thanh Xuân và Hoàng Mai, Thanh Liệt. Ở vị trí này thì chúng ta có thể kết nối dễ dàng lên đường Vành đai 3 này, tại vì nó nằm trên trục đường chính. Từ đây thì chúng ta có thể đi về phía các tỉnh ở phía Nam xuôi theo đường Vành đai 3, hoặc là đi qua cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, đi ngược Vành đai 3 để tới sân bay Nội Bài. Thì về mặt vị trí giao thông thì khá là thuận tiện. Mà từ dự án này ấy, thì cũng có thể di chuyển khá là dễ dàng sang các cái quận ở phía đông như Long Biên hoặc Gia Lâm. Đó, theo con cũng qua con đường Vành đai 3 này, qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy gì đấy, Eco Park các thứ đều có thể đi qua cái trục đường này, rất là tiện. Ok, xin chào mọi người. Hiện tại thì tôi đã có mặt tại dự án The Man of Central Park và may mắn cho chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chúng ta sẽ có một bạn đồng hành xinh đẹp để dẫn tôi và mọi người đi trải nghiệm dự án này. Xin chào anh Trung ạ. Chào Huyền. Em là Huyền, nhân viên kinh doanh của Sen Housing ạ. Thì hôm nay em rất vui được đưa anh tham dự dự án The Man of Central Park. Dự án này thì tổng diện tích là 8,9 hecta, và hôm nay em mời anh lên xe điện ạ. Chúng ta cùng tham quan dự án ạ. Rồi, xin mời mọi người.
Rồi anh sẽ lái nhá. Huyền, hôm nay anh Trung lái luôn đúng không ạ? Hôm nay tôi quyết định làm tài xế đưa mọi người vào Huyền đi trải nghiệm dự án. Rồi, bây giờ chúng ta đi đâu Huyền nhỉ? Trước khi em dẫn anh đến những cái khu mà đã bàn giao rồi là khu zone 1 bên phía răng này. Ở đây thì hiện tại là mọi người ở nhiều cho em? Hầu như mọi người đã nhận bàn giao hết rồi anh ạ. Ở đây thì tổng hợp các cái khu như là shop house, nhà liền kề và biệt thự ạ. Đơn lập và song lập. Đây ạ. Đây là... hầu như là mọi người đã về ở rồi đấy anh ạ. Rồi, đây là những cái phần thiết kế mặt ngoài. Dạ. Quan điểm của em là chuyên viên bán hàng thì em thấy những phần thiết kế mặt ngoài này nó như thế nào? Em nghĩ là về cơ bản những cái người mà đấy là gu của từng người nhá. Ví dụ như gu của em thì thích cái sự đơn giản, thì em nghĩ là cái màu, những cái màu lựa chọn màu này và thiết kế này nó là ok. Nó không quá là rườm rà rồi không quá mà quá nhiều màu sắc. Lựa chọn màu sắc trung tính, màu trắng và màu xám đúng không? Vâng ạ. Còn bên ngoài này chúng ta sẽ có những cái lan mà để ngăn cách với cái phần mà thoát khí nóng của cục điều hòa. Diện tích các căn ở đây nó khoảng bao nhiêu em nhỉ? Những cái căn cơ bản thì diện tích sẽ là 75m², mặt tiền 5m và xây từ tầng 1 đến tầng 5. Tầng 1 thì gồm một tầng lửng và thường người ta sẽ ở từ tầng 2 đến tầng 5. Tầng 1 sẽ cho thuê để kinh doanh hoặc là văn phòng hay là các thứ đấy. Anh thấy ở đây họ về kinh doanh khá nhiều rồi. Vâng. Đây là lọc nước cao cấp này, Well Link này. Chỗ còn này đang những... ở nhà đúng không? Vâng. Còn những căn góc thì thường từ 96m² cho đến 130m ạ. 96 đến 130m. Đấy, khu những cái khu này liền kề các thứ. Ở chỗ này cũng khá là nhộn nhịp rồi đấy. Shop house đây. Khoảng 1 năm trước đây anh tới dự án này thì nó còn hoang sơ lắm, chưa có gì. Dạ. Thường về bây giờ thì cái hàng ở những cái khu nội thành và có không gian rồi những cái như này thì nó cũng đã khan hiếm rồi. Nên là giá về cơ bản nó cũng đã đẩy lên cao. Như năm ngoái thì thường là từ 22 đến 26 tỷ, năm nay đã lên từ 33, 34, 35 tỷ rồi anh ạ. 35 tỷ một căn này? Vâng ạ. Là chia trung bình là đã hơn 400 triệu một mét vuông rồi ạ. Ồ, thế là cao hơn ngày xưa khoảng... hơn 10 tỷ đấy ạ. Tầm 10 tỷ đấy ạ. Hơn 100 triệu mét, tại vì cái đợt mà anh tới dự án này nó khoảng tầm 300 triệu mét. Dạ vâng, thì bây giờ đã hơn 400 triệu rồi. Đây nha mọi người nhá, ở giữa những cái lô mà shop house ấy liền kề thì chúng ta có những cái khuôn viên nhỏ nhỏ xinh xinh ở giữa này để là cái khu dạo bộ, khu dạo bộ cho dân cư. Đúng rồi. Và anh nhớ là cái tên dự án này nó còn có một cái concept là 36 phố phường đúng không? Dạ vâng. Hà Nội 36 ở phố đây phường. Có một cái đặc điểm nữa là thu hút là có 20 công viên xanh kết hợp nữa đấy. Một cái khu quần thể mà đã có 20 công viên xanh thì anh nghĩ là cái tỷ lệ xây dựng cũng như các thứ nó rất là thấp. Nên đảm bảo cái độ xanh cũng như là không gian sống cho người dân. Đây là các khu biệt thự. Có những cái căn mà họ nhà vườn họ trồng rất nhiều hoa, rất là đẹp này. Xinh nhờ. Ở đây nó kiểu yên tĩnh các thứ. Vâng. Những ai mà cần không gian, ví dụ như là quá không quá ồn ào thì các thứ, em nghĩ đây là một địa điểm khá lý tưởng của mọi người lựa chọn đến để sinh sống đấy ạ. Về mặt bằng dân trí thì anh thấy là những người mà đã đủ tiền mua dự án này thì cơ bản họ đều là doanh nhân, quan chức hoặc là những cái người mà trí thức cao ấy. Vâng ạ. Có nhiều tài sản. Cái đường đây là mặt đường Sa La ấy anh ạ. Đường Nguyễn Sa La đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy là trục đường Sa La Nguyễn Xiển đã thông xong được 2 năm. Cái mặt phố này họ về kinh doanh cũng khá là nhiều rồi. Tỷ lệ khoảng tầm 30-40% rồi đấy. Đây là con phố mà chắc là hay tổ chức đây đúng không? Hay tổ chức lễ hội. Lễ hội với... Ok mọi người, hiện tại thì chúng ta đang đi trên cái trục chính chia hai phân khu của dự án The Manor Central Park. Ở giữa thì chúng ta có thể quan sát thấy một cái gọi là công viên trung tâm. Công viên trung tâm ạ. Đúng không? Công viên trung tâm này hiện tại thì tôi đang thấy là họ mới chỉ trồng được sơ bộ một số loại cây thôi, còn vẫn còn khá là sơ khai. Bởi vì bản thân là cái zone 1 này, cái vùng 1 ấy, cái phân khu 1 thì chúng ta đã quan sát là đã bàn giao hết rồi. Và cái phân khu 2 giờ là đang hoàn thiện nốt đúng không? Vâng ạ. Và hiện tại thì bên em đang mở bán của phân khu 2, khu block 15. Rồi chúng ta qua nhà để xem nhé. Chúng ta qua cái mà bọn em đang mở bán nhé. Dạ vâng ạ.
mặt mình là cái khu tiểu khu 15 hiện tại đang mở bán, còn tiểu khu 14 và 16 thì đã mở bán rồi. Hiện tại thì cái khu 15 này thì đang mở bán thì bắt đầu từ cái giai đoạn mà đang xây dựng luôn ạ. Giá cả thì hiện tại như là một cái lô khoảng 75m à? Vâng, giá cả thì hiện tại một cái lô 75m thì dao động từ 33-34 đến 35 tỷ. 35 tỷ. Mọi người thấy, mọi người thấy giá có cao không ạ? Giá cao. Thực ra là khi mà Huyền nói thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì nếu mà mọi người có gọi là cùng chung cùng Housey trong quá trình review bất động sản trong mấy tháng vừa rồi thì thấy từ cuối năm ngoái, từ quý 4 đến bây giờ đến đầu tháng 1 là giá cả bất động sản của tất cả các khu vực đều tăng rồi, nhất là những cái khu vực ngoại thành và nhất là phân khu thấp tầng đất nền ấy. Nên là cái việc mà giá của cái The Manor đó họ tăng khoảng tầm từ 300 triệu đồng mét lên 400 triệu thì rất là dễ, anh rất là dễ hiểu. Dạ, cái câu chuyện đấy. Và hiện tại cái lượng hàng nhà đất hay các thứ ở trong nội thành hay các thứ Hà Nội thì hiện tại rất chi là khan hiếm. Có những khách chờ mua rồi là các thứ nó cũng khó khăn ý. Em biết vì sao không? Bởi vì thực ra ngoài cái việc mà anh review bất động sản, anh còn công tác trong thị trường chứng khoán cơ. Khi mà chúng ta dòng tiền đang lạm phát này, kênh bất động sản là cái kênh lưu trú tốt này. Đúng rồi ạ. Thứ hai là khi mà người ta chốt được lời của chứng khoán hoặc là Bitcoin ấy, crypto ấy, thì là cái dòng tiền sẽ đổ ra một phần bất động sản rất là lớn. Thế là giá nó tăng và cái nhu cầu về mua để ở hay là mua đầu tư đều tăng trong thời gian vừa rồi. Đây, cái block 15 này có một cái điểm rất hay, nó nằm ở giữa hai mặt kẹp giữa phố đi bộ bên tay phải anh và cái đại lộ Hoàng Mai bên tay trái mình. Sau này cư dân ở đây cũng chia sẻ mọi người là sau này cư dân ở đây sẽ thi thoảng sẽ được tổ chức những cái lễ hội vui. Đúng chơi rồi. Những cái hội chợ ở đây. Thế mà anh thấy cái khu trung tâm, cái các cái công viên trung tâm nó rất là rộng đấy. Và như anh thấy là cái khu công viên Chu Văn An anh có thấy rộng không ạ? Bên kia đúng không? Vâng. Đấy, nó cũng như là một lá phổi xanh trong cái khu này đấy ạ. Đây cũng là một cái điểm nhấn khá là hay của dự án này. Đấy, mật độ xây dựng anh thấy rất là thấp đúng không ạ? Thoáng. Ok, giờ Huyền nói cho anh về cái phần bố trí xây dựng của một cái căn shop ở đây cho anh và mọi người tham khảo ạ. Shop house ở đây thì được xây dựng đúng chuẩn shop cộng house. Có nghĩa là như thế nào? Shop có nghĩa là tầng 1 thì gồm tầng 1 và tầng lửng để kinh doanh và cho thuê hay là đấy đảm bảo. Còn từ người ta sẽ ở từ tầng 2 đến tầng 5. Hai cái khu này sẽ có lối đi riêng biệt, không chung lối đi anh nhá. Tức là tầng 1 anh đấy. Nếu anh mua anh có thể cho thuê đúng không? Đúng rồi. Và anh sẽ ở anh sẽ có một lối khác anh đi đúng không? Đúng. Đấy là một cái điểm rất chi là hay ở cái khu này. Ok, vừa rồi thì tôi cũng cùng mọi người và Huyền đi trải nghiệm qua về cái thành phố thu nhỏ The Manor Central Park. Thì không biết mọi người ý kiến về cái dự án này như nào. Còn về quan điểm của tôi thì đây là một trong những dự án mà thấp tầng cộng có một số phân khu chung cư trong tương lai, thì đây là một trong những cái dự án rất là đáng chú ý để mà mua để đầu tư hoặc là để ở trong Hà Nội. Bởi vì vị trí của nó này, chủ đầu tư tốt này, cộng những cái phân khúc mà xây dựng các thứ như chúng ta đã xem ấy, đều rất là ổn. Còn nếu mà mọi người muốn biết thông tin chi tiết về giá bán hoặc là cập nhật tiến độ dự án thì mọi người có thể liên hệ với phòng kinh doanh và có thể liên hệ với Huyền, thì tôi sẽ để số của Huyền ở phần mô tả nếu mà ai có nhu cầu có thể liên hệ, chứ là tôi chung không phải là người bán hàng nhá. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi từ đầu đến giờ. Nếu các bạn thích video này có thể cho chúng mình một like và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo của anh Trung đây. Ok, cảm ơn Huyền. Dạ. Bye bye.